Từ đầu năm đến nay, tình trạng trộm cắp tài sản ở các vùng quê ngày càng gia tăng. Thủ đoạn không phức tạp, thậm chí rất đơn giản, chủ yếu chúng lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân để đột nhập hoặc đùa nóng. Trước tình trạng này, lực lượng công an đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về phương thức hoạt động của bọn tội phạm để mọi người cảnh giác. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Định Quán. Theo thống kê của Công an huyện Định Quán, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Định Quán xảy ra 18 vụ, 49 đối tượng phạm pháp hình sự, 13 vụ, 16 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó trộm cắp tài sản xảy ra gần 10 vụ, chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ phạm pháp. Điều này cho thấy tình hình trộm cắp tài sản còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhiều nhất vẫn là trộm cắp tài sản ở nhà dân. Chúng tôi cũng đã phối hợp giữa công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác phân công và cái công tác tuần tra theo cái 161, kế hoạch 161 của công an tỉnh thì đã đạt được kết quả, đặc biệt là các cái vụ đua nóng xe thì qua căn cứ vào cái kế hoạch, căn cứ vào nắm bắt tình hình cụ thể cũng đã đạt được một số kết quả rất khả quan. Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1988, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, mới bị công an huyện tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Ân cho biết mình và vợ mới đến Định Quán cư trú, do không có tiền sinh hoạt và bị bạn bè rủ dê nên Ân đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tài sản trộm cắp được không lớn nhưng cái giá phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật này là những ngày tù tội và ân hận. Kiều rủ đêm đi thì em đi lên tới chỗ thì Kiều bỏ Kiều đó em chạy đi về đi rồi Kiều vô Kiều lấy xe đi, xe của người ta ra xong rồi về Kiều kêu em nữa thì đi bán. Hành vi của em là sai trái, cũng vì nóng nổi quá không kiềm chế được bản thân. Em cũng mong là giúp ra xử được bên tòa như là xem xét cho em được hưởng khoan hồng để sớm về để lo cho con vợ. Quá trình đấu tranh triệt phá các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, Công an huyện Định Quán nhận định phần lớn những kẻ trộm cắp không có nghề nghiệp ổn định, người lao động, một số vướng vào tệ nạn xã hội như lô đề, bài bạc, ma túy. Một số đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có xu hướng liên kết, móc nối trong và ngoài địa bàn, hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, hoạt động của người dân. Phạm trộm cắp chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục, đặc biệt là chú ý công tác nghiệp vụ cơ bản. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục phân công địa bàn, phải nắm trọng tâm trọng điểm địa bàn tuyến các cái đối tượng để có cái đối sách phù hợp hơn nữa. Tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra phức tạp, có nhiều nguyên nhân khác nhau và rất khó kiềm chế. Do vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các địa phương trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm thì mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình nhằm hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động trộm cắp tài sản.